Xin chào mọi người đang xem kênh Về Quanh TV nha. Hôm nay mình sẽ mua một con cá đuối khổng lồ này về nướng sốt siêu cay nha mọi người. Mọi người xem nó còn sống tung tăng luôn nè. Nè, cá đuối. Anh nhớ. Ông chủ hỏi không bằng đem về bộ đem nuôi hả? Rồi sau khi về tới nhà thì mình sẽ nhờ ba mằng giùm mình nha mọi người. Ôi cái ức của nó vàng ươn mọi người. Wow. Chào xin mình nhớ. Mặt nó gầu hết biết luôn. Nó xíu rồi cho bà xíu. Người ta câu dính nó đó mọi người, còn cái lưỡi câu luôn, cái đuôi nè. Lưỡi câu nè, đuôi trong miệng đó nè. Bây giờ ba sẽ lấy lưỡi câu ra nha mọi người. Lưỡi câu nè, bự ghê thiệt. Ôi. Gan của nó này mọi người. Nghe nói gan cá đuối ngon cực kỳ luôn. Còn những thứ còn lại là không ăn được nha. Nhưng mà cái gan cá đuối là quá cháy. Tiếp theo mình sẽ cạo nhớt nha mọi người. Trời ơi, nhớt có đen như là bực tàu vậy đó má ơi. Mấy con này ở dơ lắm nè, 10 năm chưa tắm. Mấy con bự gì mà người ta câu dính á, sao ta kéo lên nổi trời. Chắc quằn tay lắm, chắc 2-3 người kéo mới nổi. Nó đen xì lì. Giống cạo gió cho nó quá ha. Đây cái phần này nè mọi người. Ba tiên nói cái này nguy hiểm lắm nè, độc của nó đó. Nếu mình dính là sẽ phải đi bệnh viện đó. Mà xui xui là có thể tử vong luôn. Mà người ta đã cắt cho mình rồi. Đọc cái đuôi. Đọc cái đuôi nó. Rồi bây giờ hai cha con của mình sẽ dùng giấm à, cho nó sạch nhớt mọi người. Ông đi khai luôn khai luôn à. Giống như là sạch nhớt mà nó không có bị hôi tanh luôn á mọi người. Giấm và muối. Giống đang massage cho nó quá vậy trời. Massage. Bên đây là cái nội tạng đó nên mình phải làm kỹ kỹ mới được. Hết đi giấm luôn. Con cá đuối hết chai giấm luôn. Muối vô. Tẩy cần. Chà, có giấm với muối vô là khác liền mọi người. Con cá bây giờ nó kích chịch luôn á. Sạch sẽ, thơm phức luôn. Ngon lắm. Thơm như cái muối sầu riêng vậy đó. Sẵn nó vàng vàng luôn nè. Sau khi mình đã mằng sạch sẽ xong con cá. Trời ơi, tội nghiệp ba già của tôi quá trời luôn. Thì bây giờ mình sẽ nướng nha mọi người. Nó nằm một cái là hết trơn cái
lò nước luôn đó. Nay tẩm bổ cho cha già một con cá đuối siêu to khổng lồ. Mới bỏ lên lò nướng chừng có 2 phút thôi mà nó muốn chín rồi mọi người. Con cá này nó như nó kiểu nó non, nó mềm á, nó không có già, ngon dễ sợ luôn ha. Người thấy em thịt nó muốn chín trơn rồi nè, chín lớp ngoài rồi đó, chóc da trơn. Ủa không, mới chở bề nó chóc da. Thơm quá mọi người ơi. Bây giờ ba của Tiên sẽ phết lên đây dầu nha, dầu ăn đó. Thằng cha đựng khô con cá của mình, mùi thơm cực kỳ luôn. Cái bụng Tiên nó thôi ọt ọt ngọt rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra vườn. Ủa mình đang ở ngoài vườn mà ta. Mình hái vài trái ớt nha mọi người. Cái điệp khúc này hát đi hát lại nhiều lần nhưng vẫn muốn khoe ớt nhà chồng. Chín đỏ ao ngon không? Này. Mình hái tầm 10 trái thôi. Ăn xương xương, đừng ăn cay quá không tốt cho bao tử. 1, 2, 3, 4, 5. Ớt ngon không? Wow. Bây giờ Tiên sẽ gãi lên đây hành nha mọi người. Gãi lên một chút xíu hành cho nó thơm. Tiếp theo là một chút xíu bột ớt nha mọi người. Bây giờ Tiên sẽ làm nước sốt nha. Đây là tỏi và ớt lúc nãy mình hái. Tiếp theo là hành, muối, đường, bột ngọt, dầu hào, tương đen, nước tương. Đó, giờ trộn đều lên nào. Rồi bây giờ mời mọi người lên mâm với hai cha con của Tiên nha. Thì hôm nay Tiên có chuẩn bị làm rau xà lách đó, và một trái dưa leo. Đây là kim chi nước nha mọi người. Cái nước nó chua chua, ngọt ngọt. Kim chi trắng, cái này trẻ con bên Hàn Quốc rất là thích luôn. Đó, ngon lắm. Và cái nước sốt thần thánh lúc nãy nè. Và bên đây cho ba cũng là xà lách với lại dưa leo. Ngon chưa? Đây, kim chi nước. Ăn cá của mình. Uống nước nha mọi người. Tưởng tượng đây là rượu xôi chưa nha. Ôi, mắt lạnh. Mắt lạnh luôn. Nước để cho tủ lạnh á. À bên em mày tư xe ô. Mời ba ăn nhiều. Cảm ơn mình đã, cảm ơn mình đã. Ồ, bá tay về hoàng gia, cao lì, kỳ đề đềm mida. À, bá tay hoàng gia á. Bà Tiên nói, hoàng tử của biển khơi. Cá đuối. Yeah.
Chấm cái nước sốt nhiễu loãng toãn nè. Thôi miếng gao vô. Ôi. Nhức cái nách luôn, chưa ăn thôi đó. Thịt nó ngon như là thịt gà vậy đó mọi người. Xương cá đuối mềm lắm, mình nhai luôn xương được. Thịt nó kiểu nó dai dai mà nó chắc mà nó ngọt lắm cả. Em chưa ăn những cái gì cả. Và đó, khâu này. Chỗ kia tao còn. Làm được không? Hành đó mọi người, nó ngon lắm. Chứ mùi hành nó dọc luôn trong mũi mình á. Trời ơi, bây giờ hành ở đây mắc lắm nha mọi người. Nhúm chứ thôi 100 ngàn. Ba tiên nói con cá mà ăn luôn được cả xương là chỉ có cá đuối thôi. Tại mình cắn rồi mình chấm vô thì nó không được sự ha. Mình làm gì nè. Cho nó vệ sinh. Soi gà chè. Ba thì nói ăn như thịt bò vậy đó. Cái xương. Mùi hành nó đã. Nó mới trộn cái trộn cái ta. Thịt nè. Đó, hành nè. Leo. Vô leo một trái 30 ngàn mọi người. 30 ngàn Việt Nam đồng, vô leo có gai. Dài ngọt nước. Đây nè, thịt không luôn nè. Là mình mới gửi cái nước sốt này lên, có ớt có hành nữa nè, phủ lên. Kiến dân chưa nghe. Mặt hết sạch. Trên trên mặt hết sạch. Ba khen ngon quá. Quá ngon.
thịt nó sao ta, nó kiểu nó hơi dai dai nhưng mà ngon lắm nha mọi người chứ mấy, chứ không phải là dai nhách nha, nó dai mà nó ngọt, nó chắc chắc. Nó mới là bạch kim chứ. Wow, kim chi này nè, nó không có cay mà nó chua chua, cái nước hấp đã lắm. Ở bên hàng người ta thường ăn chung với lại thịt luộc á, bồ sâm á. À, mấy nay á Tiên không có quay được video gần cả tuần rồi. Tại vì Tiên bị Tiên bị đau dạ dày mọi người. Dạ dày Tiên không có bị viêm loét chứ á, mà kiểu như là bữa hổm thì ăn cơm mà ăn nhanh quá á mọi người, ăn gấp, ăn nhai nuốt không kỹ á. Như là nó bị đau cấp vậy đó, co thắt vậy đó. Uống thuốc 3-4 ngày thì giờ nó hết rồi. Trời ơi. Chứ không phải là bị đau dạ dày mọi người. Đi nội soi rồi. Nội soi khám tổng quát rồi, thắng rồi á. Thì không có bệnh hoạn gì trơn á. Cũng hên ha. Cũng nhờ trời Phật độ ông bà tổ tiên phù hộ. Trời ơi, nó thơm cái mùi hành á. Tiên khoái ăn hành ăn tỏi lắm. Cắn vô một ngụm một cái nha. Hành nó sọc vô miệng mình đã. Cái cọng này là cọng gì nè? Không biết tên nhưng mà bên hàng này người ta dùng để gói rau á, gói thịt á. Ăn cũng ngon lắm. Làm miếng kìa. Trời, mấy mọng gùi này thiệt chứ. Ghét dễ sợ. Cái đuối này mà nấu canh chua ăn còn bái cháy nữa. Nấu với bắp chuối á mọi người, với cơm mẹ đó. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Thêm một ly thêm chừng ăn xị rượu đế nữa là vô mánh luôn. Cái này không được bỏ. Nó thương cái da. À, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần ba của Tiên.
thả tít lên. Này. Wow. Cái này kêu bằng cái gì ta? Xương cột hả? Cái xương cột của nó hay gì ta? Thịt không luôn. Thịt nạc luôn mọi người. Cái da của nó hơi bị cháy á, mình lột bỏ nha. Nó khô. Đố mọi người, con cá này Tiên mua nhiều. So với những gì mình nhận được hôm nay thì khá là rẻ nha. 600 ngàn Việt Nam đồng con này. Mà khá là to nha, con này khoảng chắc 4-5 kg ạ. Cái đó ông ta. Nhớ chứ có gì mà xin, trên mà xin. Mấy quỷ rồi. Thịt nó dẻ lắm mọi người. Nó dẻ mà nó mềm. Chúng ta sọt vô đây. Thành chiếc cà gá luôn. Nữ hoàng của những chiếc nhẫn. Trời, cái đuôi như đuôi chuột lắm mọi người. À, mình cố đi chùm bột xèo. Nè, cái đuôi nè. Wow. Mới đầu tiên ăn còn dùng đũa lịch sự ăn hồi cho bốc luôn. Mà cá này ăn bốc gì mới ngon. Là gì ta? Cho ba đi. Dạ. Bên hàng này bữa nay trời mát lắm rồi mọi người. Ban đêm là 16 độ, ban ngày là giữa trưa 12 giờ trưa đó nha, tầm 25 26 độ, rất là mát luôn. Còn lúc mà gần sáng đó, 4 5 6 giờ hơi lạnh nha. Thôi hai cho con đi ăn no quá trời mọi người ơi. Con cá này chỉ có mấy ký lươi á. Mấy ký lươi. Một ký lươi. Ba Tiên nói giống Tiên cỡ 5 ký. Mà hai cho con ăn hơn nửa con nha mọi người. No quá trời nồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dèo Quanh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên để nhanh chóng được 1 triệu sub. Tạm biệt mọi người.